Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình thực hiện món xôi thập cẩm ăn với thịt kho. Thì món này mình sử dụng là nếp Thái, nếp cẩm và đầu xanh đó cả nhà. Món này ăn rất là bổ dưỡng và ngon. Nấu ba loại thì mình ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Cái nếp cẩm thì nó sệt sệt, nếp Thái thì dẻo, đầu xanh thì bùi, kết hợp lại rất là ngon luôn các bạn ơi. Và mình sẽ đi vò nếp đậu, sau đó mình ngâm 1 tiếng đồng hồ cả nhà. Và món này thì mình sẽ đem đi hấp bếp củi. Và mình sẽ cắt lá dứa. Lá dứa này nhà mình trồng trong thùng xốp. Mình sẽ đem ra trước sân nhà mình. Ở bên góc tường nhà mình sử dụng một cái bếp củi để nấu cho đỡ tốn ga cả nhà. Mà món này làm bếp củi thì rất là ngon. Mình sẽ để vào một cái giỏ tre. Sau đó là mình sẽ mồi lửa bắc lên bếp cỡ khoảng 1 tiếng đồng hồ, hơi lên là xôi chín rồi cả nhà. Có cái bếp này rồi thì bạn nào không biết nấu xôi cũng sẽ ngon luôn. Nếp cẩm này mình làm sữa chua cũng rất ngon, mà mình nấu xôi một mình nó thì ăn nó bị khô á cả nhà, cho nên mình thực hiện chung với nếp Thái và đầu xanh nữa. Thì khi mình ăn là nó có độ sệt sệt của nếp cẩm, độ dẻo của nếp Thái và độ bùi của đầu xanh, rất là ngon. Và nấu trên bếp than nữa thì nó cho ra một cái hương vị tuyệt vời luôn. Đó, mình rất thích cái bếp củi. Bếp củi này mình tự xây á các bạn. Và trong thời gian chờ đợi 1 tiếng để xôi chín thì mình sẽ đi thực hiện cái món là thịt kho trứng luôn cả nhà. Mình sẽ thực hiện là trứng vịt và thịt heo. Đây là con mèo nhà mình đó cả nhà. Mình đang nấu trước sân nó ra, nó nằm phơi nắng này. Cả nhà ngắm con mèo chút xíu rồi mình vào mình sẽ quay, mình ướp thịt kho trứng cho các bạn xem nha. Đó, mèo nhà mình đó, nằm giữa đường vậy đó. Và bây giờ cô chú ơi, con gái út phụ mẹ bóc trứng cho mẹ nè. Trứng này mẹ cũng luộc bếp củi luôn cô chú. Và đem vào sân, bé sẽ bóc trứng cho mẹ. Đó, phụ mẹ là khoái lắm cô chú ơi. Đó, con học lớp 4 rồi đó cô chú. Và thịt heo thì mình sẽ ướp vào đây là hành tím, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, đường. Đó, tiêu, ít ớt trái, ít ớt bột nữa. Mình sẽ ướp ở đây là 15 phút cho thấm. Rồi mình sẽ đi ra làm bếp củi luôn cả nhà. Hôm nay mình thực hiện cho cả nhà mình ăn là toàn là bếp củi, không tốn ga mà lại ngon. Nấu bếp củi thì nó sẽ cực hơn bếp ga cả nhà. Tại vì ở đây đất chật á, cho nên mình làm trước sân này là nó nấu nó hơi bị nắng. Đó, cả nhà thấy ngon chưa? Quay lại thì xôi đã chín rồi nha cả nhà. Mình sẽ múc lên một miếng cho các bạn xem nha. Xới lên cho nó tơi. Đó, cả nhà thấy đã chưa? Đó, cả nhà kết hợp ba loại này cả nhà nấu cho gia đình mình ăn, đổi hương vị. Ăn nó sệt sệt cái nếp cẩm nó ngon đó cả nhà. Còn mà mình nấu một mình nếp cẩm thì nó khô và nó không có dẻo. Đó, kết hợp về thì rất là ngon. Đầu xanh thì này là đầu ở quê. Đầu ở quê thì mình để cả vỏ vậy mình ăn nó sẽ mát á cả nhà. Đó, rất là ngon. Hơi bốc lên nghi ngút luôn. Hấp dẫn. Đó, và mình sẽ thực hiện món thịt kho rồi cả nhà nè. Đó. Nếu mà các bạn muốn ăn màu đẹp thì các bạn cho màu vào. Như là mình có cái chai màu làm từ mía, đường mía, nhưng mà mình thích là hương vị tự nhiên. Đó, xí hồ thịt nó khô lại thì nó cho ra một cái màu vàng cũng rất là đẹp á cả nhà. Đó, còn các bạn mà muốn ăn màu đậm thì các bạn cho thêm cái màu nước mía đó mà mình thích tự nhiên này này. Đó rồi, ăn là mê luôn cả nhà ơi, ăn xôi với thịt này là mê luôn. Đó, cả nhà thứ bảy chủ nhật làm món này cho gia đình mình ăn tuyệt vời luôn. Đó, mình. Và món này thì sẽ kèm theo một ca nước chanh nữa cả nhà ơi.
thì ăn xong sẽ có tráng miệng nước chanh. Chanh này nhà mình trồng luôn.